Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn tỉnh dậy và thấy mình đang sống trong một cơ thể sinh vật hoàn toàn khác. Hình dáng, các bộ phận của cơ thể và những tế bào đơn lẻ được sắp xếp lại thành một cái gì đó vô cùng mới mẻ. Bạn đã bị biến đổi. Và điều này thường xảy ra với vô số các sinh vật. Quá trình đó được gọi là sự biến thái. Đây là cách nòng nọc biến thành ếch. Sâu bướm trở thành bướm. Đó là một trong những hiện tượng có tác động mạnh nhất của tự nhiên. Và với tôi, nó cũng là một trong những điều bí ẩn nhất. Sự biến thái là một kiểu thay đổi kỳ lạ. Sinh vật cản trở đường đi của chính mình và sau đó tự tái tạo thành một loài sinh vật hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ bạn có thể giúp tôi, nhưng điều đó làm tôi rất tò mò. Các thế hệ nghệ sĩ và nhà văn đều bị cuốn vào khái niệm về sự biến đổi. Hãy hình dung ra các sinh vật có sự thay đổi về hình dáng, trở thành sinh vật khác. Ảo ảnh tạo ra những giấc mơ và cơn ác mộng của chúng ta. Vậy làm thế nào mà một sinh vật có thể biến thành một sinh vật khác? Sự thật đằng sau quá trình tuyệt đẹp và kỳ lạ này là gì? Nó có thể xảy ra với chúng ta theo một cách nào đó không? Sự biến đổi ngoạn mục của sinh vật, phần 1. Hai trăm năm trước, nhà thơ La Mã Ovid đã viết một tập thơ thiên anh hùng ca kể lại những câu chuyện từ thần thoại La Mã và Hy Lạp về việc đàn ông bị biến thành ma sói, đàn bà biến thành cây. Ovid đặt tên cho tập thơ đó là Sự Biến Thái, một từ theo tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là sự thay đổi về hình dạng. Và nhiều trăm năm sau, khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu quá trình biến đổi thực sự trong tự nhiên, họ đã chọn sử dụng từ này. Tôi luôn nghĩ rằng sự biến thái là điều thú vị kỳ lạ. Tách hẳn hiện tượng một sinh vật biến thành một sinh vật khác ra, điều khiến tôi ngạc nhiên là biến thái như thể một khái niệm có hai dạng và hai nghĩa. Nó không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa ẩn dụ như chúng ta thấy trong sách, và ta sử dụng nó khi nói về chính bản thân mình. Điều khiến tôi quan tâm là liệu sự kết nối này chỉ mang tính ẩn dụ hay có điều gì đó khó hiểu đang diễn ra làm cho sự kết nối trở nên bí ẩn hơn. Bạn là ai? Sâu bướm hỏi. Trích Alice ở xứ sở thần tiên của nhà văn Lewis Carroll. Tôi muốn bắt đầu bằng việc tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự biến thái trong thế giới tự nhiên. Hầu hết mọi người đều nghĩ chúng ta cũng giống như vậy. Đứa trẻ nào cũng biết rằng sâu bướm biến thành bướm. Nhưng có vẻ như với tôi, sự biến thái này khá kỳ lạ. Giáo sư Stuart Reynolds là một nhà côn trùng học và ông đã nghiên cứu chuỗi sự kiện phức tạp tạo nên sự biến đổi này. Đây là con nhộng. Và nó là tầng trung gian giữa sâu bướm và bướm.
Vậy là con nhộng sẽ tham gia vào quá trình biến đổi này, đúng không? Hầu như mọi bước biến đổi đều có gì đó gây ngạc nhiên, và cách sâu bướm biến thành nhộng cũng không ngoại lệ. Những anh chàng này luôn được bao bọc bởi một bộ áo giáp sắt. Xương của chúng khá mỏng manh. Vì thế nếu muốn phát triển, chúng phải có một bộ xương mới lớn hơn một chút. Và chúng ta gọi quá trình này là sự thay lông. Có thể trong vài ngày nó sẽ tạo nên hình dạng sinh vật khác bên trong sâu bướm. Vẫn ở trong cơ thể nó ư? Đúng vậy. Thật kỳ lạ. Nhiệm vụ phá hủy sâu bướm và quá trình bắt đầu tạo ra sinh vật mới diễn ra khi nó vẫn ở trong lớp da đó. Phải. Nhìn bên ngoài nó vẫn như một con sâu bướm, nhưng thực tế không phải vậy. Sự hình thành của nhộng ẩn bên trong cơ thể sâu bướm đánh dấu bước đầu của quá trình biến đổi. Nhưng cái gì đã châm ngòi cho quá trình này? Điều gì cho thấy rằng sự thay lông này không giống như bình thường? Đó là thời điểm bắt đầu biến thành bướm. Ở giai đoạn cuối cùng, khi còn là một con sâu bướm như thế này, nó chọn cách ám chỉ khá thông minh. Thực tế, lần rụng lông tiếp theo sẽ diễn ra rất khác đấy, các anh bạn. Kiểu như còi bắt đầu rú, đúng vậy. Đó thực sự là thời điểm khẩn cấp, vì mỗi mô bên trong sâu bướm sẽ tham gia vào việc này. Cái gì thực sự châm ngòi cho quá trình này? Đó là kích thích tố có tên gọi là juvenile hormone. Nó là dấu hiệu thời gian. Chừng nào bạn có juvenile hormone thì khi đó bạn sẽ trở thành sâu bướm. Bạn tiết ra kích thích tố và rồi bắt đầu biến đổi. Khi juvenile hormone thoát ra khỏi cơ thể sâu bướm, một chuỗi các quá trình sẽ diễn ra. Sự biến thái bắt đầu. Sâu bướm ngừng ăn và tìm thấy một chỗ nghỉ chân. The caterpillar stops feeding and finds a resting spot. It makes itself. Nó sẽ nhả ra một chút tơ, rồi treo lộn ngược nhờ vào chóp đuôi của mình. Upside down by the tip of its tail. For the final time, ở lần cuối cùng, sâu bướm sẽ rời bỏ bộ xương của nó và con nhộng đang trưởng thành bên trong dần lộ ra. Emerges. Where is the creature? Sinh vật đó đã ở đâu? And where is the creature? Và nó sẽ ở đâu? Máy quét tia X sẽ giúp bạn nhìn rõ quy mô biến đổi diễn ra bên trong con nhộng. Những cấu trúc nổi bật màu vàng tạo nên hệ hô hấp cho phép sâu bướm có thể thở được. Dần dần, thông qua quá trình biến đổi, cơ quan này sẽ hoàn chỉnh. Hầu hết, tất cả các bộ phận quan trọng khác cũng bị thay đổi. Đây là quá trình tiếp nhận một số loài trong vài ngày hoặc vài tuần. Khi việc này kết thúc, sinh vật mới sẽ hiện ra. Sâu bướm được thay thế bởi một sinh vật khác. Một sinh vật có cánh, mắt, chân và một bộ óc mới. Quan trọng nhất là nó có khả năng sinh sản. Nhưng đáng chú ý, nó vẫn là một loài côn trùng đặc biệt. Mã di truyền độc đáo của nó không thay đổi. Dĩ nhiên mọi người đã nhìn thấy điều gì đó kỳ diệu trong sự biến đổi này.
Theo truyền thuyết, chính lúc quan sát sâu bướm trong khu vườn của mình biến thành nhộng và rồi thành bướm, thần Hindu Brahma đã nghĩ đến ý niệm về sự đầu thai. Đó là sự hoàn hảo thông qua quá trình tái sinh. Người Hy Lạp cổ đại liên tưởng con bướm với linh hồn và thường dùng một từ chung là psyche để miêu tả cả hai. Tuy nhiên, ý nghĩa sinh vật học phía sau sự biến đổi này là gì? Tại sao hai sinh vật lại sống trong một cơ thể? Nếu như sâu bướm đã làm tốt mọi việc rồi, sao nó không dừng lại ở đây? Ý tôi là ông nghĩ mục đích của quá trình biến đổi tiếp theo là gì? Vấn đề là sâu bướm không thể bay lượn xung quanh. Nếu quan sát những gì con sâu bướm này làm với thực vật ở đây, anh sẽ thấy không còn nhiều thức ăn cho thế hệ sâu bướm tiếp theo nữa. Vì thế, nếu tôi là sâu bướm và có tham vọng sinh sản, tôi sẽ đi đến những nơi khác. Muốn vậy, anh phải làm gì? Anh cần có đôi cánh. Được rồi, nhưng ông nói mục đích là làm hai việc khác nhau đúng không? Đúng vậy. Điều tuyệt vời của quá trình biến đổi là nó cho phép sự chuyên hóa. Một con bướm trưởng thành sẽ có cánh. Đôi cánh giúp nó tìm thấy bạn đời, bay lượn đây đó và tìm kiếm loại thức ăn phù hợp. Tức là khi đó, anh sẽ có dạng sâu bướm chuyên biệt, chẳng làm gì ngoài việc ăn. Ở mỗi giai đoạn, nó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Đây là ưu điểm thực sự của quá trình biến đổi. Bằng cách chia cuộc sống của sinh vật thành hai phần, mỗi dạng sống có thể thực hiện những vai trò rất khác nhau. Một trong những điều thú vị nhất khi nói chuyện với Stewart Reynolds là tôi đã biết được từ một sinh vật có rất nhiều chân, tự đẩy mình di chuyển trên những lá cây, có thể biến thành một sinh vật có vài cái chân và có khả năng bay lượn. Tôi nghĩ điều đó cũng không khó hiểu lắm. Theo quan điểm của ông ấy, cái ẩn giấu bên trong quá trình biến đổi mới là quan trọng. Bạn đang làm thay đổi một sinh vật chỉ ăn lá cây và không thể di chuyển nhiều, trở thành một sinh vật ăn mật hoa và biết bay. Sự thay đổi này không phải là sự biến đổi về thể chất, dù trông nó rất đẹp mắt. Sự thay đổi thực sự nằm ở cách sống của sinh vật. Trong số 1 triệu loài côn trùng chúng ta biết ngày nay, từ bọ cánh cứng đến ong, ruồi, hầu hết chúng đều trải qua hình thức biến đổi nào đó. Đó là những côn trùng đã tiến hóa cách đây khoảng 300 năm. Đến nay, sự biến thái đã lan rộng hơn trong thế giới côn trùng. Đại dương là nơi quá trình biến đổi đầu tiên diễn ra và cũng là nơi tạo nên nhiều hình dạng ấn tượng hơn. Đây là những con nhím biển. Chúng sống ở sâu dưới đáy đại dương, chủ yếu ăn tảo và các thực vật khác. Nhưng nhím biển bắt đầu sự sống như những sinh vật rất khác biệt, từ những ấu trùng cực nhỏ bơi ở mặt nước và ăn sinh vật phù du. Tiến sĩ Paula Oliveri, một nhà nghiên cứu về sinh vật học, đã nghiên cứu quá trình phát triển ở nhím biển. Anh thấy đấy, đây là ấu trùng nhím biển. Kia là miệng và dạ dày. Cái hình tròn lớn này này. Nó vẫn chưa trải qua quá trình biến đổi đúng không? Chưa, nó mới đang chuẩn bị thôi. Cách ấu trùng này biến thành nhím biển con cho thấy sự biến thái là giai đoạn lộn xộn nhất của nó. Ngay trước khi quá trình này được thực hiện, ta có thể nhìn thấy hình dạng
mà sinh vật này sẽ biến đổi, đang phát triển bên trong ấu trùng. Thế kia là cái gì? Đó là sinh vật nhỏ chưa trưởng thành, đang phát triển bên trong ấu trùng. Nó sẽ biến thành như thế này ư? Đúng vậy, một sinh vật bên trong cơ thể sinh vật khác, và trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa, sinh vật chưa trưởng thành này sẽ vọt ra. Vọt ra? Phải. Những cây chân dạng ống đầu tiên nhỏ như thế này sẽ trở nên uyển chuyển khi chúng trưởng thành. 5 cái chân đầu tiên sẽ thoát ra ngoài, chọc thủng để xuyên qua ư? Đúng vậy, nó sẽ kết thúc quá trình biến thái. Thế còn phôi thai thì sao? Về cơ bản, nó hoàn toàn bị hút lại và chết đi. Bị hút lại? Phải. Đó có phải là cách nói lịch sự diễn tả việc nó bị ăn đúng không? Cũng có thể nói vậy. Nó thực sự không còn bởi cái chết tự nhiên. Trong quá trình biến đổi, nhím biển chưa trưởng thành xâm nhập vào cơ thể các sinh vật ký sinh sống bám trên ấu trùng và rồi ăn luôn chúng. Hoạt động cuối cùng của ấu trùng là bơi xuống đại dương sâu thẳm, nơi nhím biển chưa trưởng thành sẽ sống. Và khi nó đã chạm xuống đáy biển, sự biến thái bắt đầu diễn ra. Khoảng thời gian này cho thấy quá trình chui ra của nó. Những cây chân dạng ống sẽ chọc thủng cơ thể ấu trùng và dần dần từng cái gai một sẽ xuất hiện. Cuối cùng, thứ còn lại là hình thái sống của nhím biển chưa trưởng thành. Cơ thể sinh vật và cách sống của nó đã hoàn toàn bị biến đổi. Quá trình chui ra từ bên trong cơ thể ấu trùng của nhím biển có vẻ nhẹ nhàng. Nó không giống như sự biến thái đa dạng diễn ra trong các khu vườn mà ta thường thấy. Nó rất khác biệt và thực sự gây ấn tượng. Với loài bướm, các tế bào và cơ thể của sâu bướm thực sự được giữ lại sau khi biến đổi thành bướm. Nhưng trường hợp này thì khác, ấu trùng sẽ không tồn tại nữa. Nó sẽ bị hút lại và chết đi, sau đó trở thành một dạng hoàn toàn khác. Tôi có thể giải quyết vấn đề đó, nhưng cũng hơi băn khoăn vì sinh vật thứ hai bắt đầu trước khi sinh vật thứ nhất kết thúc. Đúng vậy, điều đó không làm chị lo ngại ư? Không. Vậy là chỉ có tôi nghĩ vậy. Đó là một sự thay đổi rất ấn tượng. Nếu anh nghĩ nhím biển thực sự liên quan đến chúng ta nhiều hơn là sâu bướm và bướm. Thật sao? Phải, chúng có quan hệ trực tiếp với chúng ta. Tôi muốn nói là tôi rất vui khi chúng ta đã thay đổi cách sinh sản và phát triển, vì tôi thực sự không thích điều này. Quá trình biến đổi của nhím biển có vẻ như xa lạ với chúng ta, nhưng những sinh vật khác ở đại dương còn kỳ lạ hơn. Đây là ấu trùng của loài sao biển, có tên gọi là Lutea sasi. Cũng giống với nhím biển, hai dạng sống trong sinh vật này tồn tại cùng nhau. Vào lúc kết thúc quá trình biến đổi, ta sẽ thấy một con sao biển màu cam thu nhỏ. Dạng sống này phát triển gắn liền với ấu trùng cho đến lúc diễn ra sự biến thái, thời điểm nó phá vỡ tự do. Trong khoảng thời gian ngắn, hai dạng sống của một sinh vật cùng tồn tại song song trước khi ấu trùng chết đi. Với cả sao biển và nhím biển, chúng ta thấy những hình thái khác nhau của các sinh vật chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn. Không giống như sâu bướm, đây không đơn giản là việc tổ chức lại. Here, the juvenile is essentially built from scratch.
Sinh vật chưa trưởng thành về cơ bản được tạo ra từ con số 0. Nhưng điểm chung cho tất cả các trường hợp này là mã di truyền và bộ gen giống nhau kiểm soát cả hai dạng sống của sinh vật trước và sau khi biến thái. Theo quan điểm di truyền học, đây là bộ gen giống nhau. Nó là gen của cùng một sinh vật. Bộ gen hoạt động như thế nào? Hầu hết các gen được dùng trong cả hai dạng sống, dạng ấu trùng và sinh vật chưa trưởng thành. Chắc chắn đó là những gen đặc trưng từ lúc còn trứng nước và những gen riêng biệt cho giai đoạn trưởng thành. Dù sao việc này cũng đòi hỏi một sự tài tình khéo léo, giống như kiểu một nhà máy theo đuổi một kế hoạch và sản xuất ra xe đạp. Rồi cũng với kế hoạch đó, họ tạo ra khinh khí cầu nóng. Tuyệt lắm, kinh tế đấy. Thật kỳ diệu. Dưới đại dương, nhiều sinh vật đang tự biến đổi thành những sinh vật khác. Con tôm hùm có gai này sẽ rụng lông và trườn ra khỏi bộ xương, bỏ lại ấu trùng của nó. Sự biến đổi còn được thấy rõ ở loài cá. Loài cá bẹp này di chuyển đôi mắt của nó về cùng một phía với cái đầu để có thể phát hiện con mồi tốt hơn trong cơ thể trưởng thành khi bơi dưới đáy đại dương. Ở mỗi trường hợp, các sinh vật không chỉ thay đổi cách nhìn mà còn thay đổi cả cách sống. Liệu quá trình biến đổi đó có khiến ta ngạc nhiên? Tôi nghĩ rằng sự biến thái là cái gì đó kỳ lạ mà nòng nọc và bướm đã làm. Nhưng còn nhiều nhánh của sự sống có được lợi ích từ quá trình biến đổi. Côn trùng, động vật lưỡng cư, động vật biển không xương sống, loài giáp xác. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu sự tiến hóa có đem lại lợi ích cho chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ có cảm giác sợ sự biến đổi hình dạng xảy ra với chúng ta. Các nhà văn và nhà viết truyện từ lâu đã nhận ra rằng loại thay đổi mà chúng ta nhìn thấy ở sâu bướm và nòng nọc còn có điều gì đó đáng sợ hơn. Chúng ta có giác quan nhận biết rất nhạy bén. Giác quan đó gắn liền với vẻ bên ngoài của chúng ta. Chúng ta nhìn vào gương và nghĩ, ôi đây rồi chính là mình. Ta không mong đợi bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào ở vẻ bên ngoài của mình. Chúng ta muốn quyết định hình dạng và những thay đổi ảnh hưởng đến chúng ta. Khi phát hiện ra mình không thể, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ mất kiểm soát. Nỗi lo lắng và sợ hãi về sự biến đổi này được Franz Kafka khám phá trong truyện ngắn Sự thay đổi hình dạng của ông. Kafka tưởng tượng một ngày, một người tên là Gregor Samsa thức dậy và nhận ra mình bị biến thành một con bọ cánh cứng. Trong hình dạng mới, anh ta dần mất hết mọi thứ mà anh ta có. Vị trí trong xã hội, gia đình và cả cuộc đời anh ta. Kafka sử dụng hình ảnh người đàn ông dưới dạng một con bọ để khám phá tâm trạng của một người bị đẩy ra khỏi trật tự xã hội anh ta từng sống. Anh ta đã quen với công việc vô cùng nhàm chán mà anh ta phải làm suốt hàng giờ. Anh ta ghét công việc đó, nhưng nó là công việc quen thuộc của anh ta. Anh ta dành hết thời gian cho nó. Và đột nhiên, nó biến mất khỏi anh ta.
Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn tỉnh dậy và thấy mình đang sống trong một cơ thể sinh vật hoàn toàn khác. Hình dáng, các bộ phận của cơ thể và những tế bào đơn lẻ được sắp xếp lại thành một cái gì đó vô cùng mới mẻ. Bạn đã bị biến đổi. Và điều này thường xảy ra với vô số các sinh vật. Quá trình đó được gọi là sự biến thái. Đây là cách nòng nọc biến thành ếch. Sâu bướm trở thành bướm. Đó là một trong những hiện tượng có tác động mạnh nhất của tự nhiên. Và với tôi, nó cũng là một trong những điều bí ẩn nhất. Sự biến thái là một kiểu thay đổi kỳ lạ. Sinh vật cản trở đường đi của chính mình và sau đó tự tái tạo thành một loài sinh vật hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ bạn có thể giúp tôi, nhưng điều đó làm tôi rất tò mò. Các thế hệ nghệ sĩ và nhà văn đều bị cuốn vào khái niệm về sự biến đổi. Hãy hình dung ra các sinh vật có sự thay đổi về hình dáng, trở thành sinh vật khác. Ảo ảnh tạo ra những giấc mơ và cơn ác mộng của chúng ta. Vậy làm thế nào mà một sinh vật có thể biến thành một sinh vật khác? Sự thật đằng sau quá trình tuyệt đẹp và kỳ lạ này là gì? Nó có thể xảy ra với chúng ta theo một cách nào đó không? And might it even, in some way, happen to us? Sự biến đổi ngoạn mục của sinh vật. Phần cuối. Ở phần trước của chương trình, chúng ta đã tìm hiểu sự biến thái của các loài côn trùng và động vật dưới biển, như sâu bướm thành bướm, ấu trùng thành nhím biển, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục khám phá sự biến đổi hình dạng của nòng nọc và sự biến đổi hành vi của châu chấu. Câu chuyện của Kafka không phải là duy nhất, và sự thay đổi hình dạng không phải lúc nào cũng là thứ gì đó nằm trong tưởng tượng và tầm kiểm soát của chúng ta. Khi tiến sĩ Jekyll đáng kính dùng chất độc để biến ông thành tên Hyde độc ác, thì sự biến đổi vẫn rất đáng sợ, nhưng đó là do ông ta tự chuốc lấy. Nhắc tới Jekyll và Hyde, chúng ta thấy được một người đàn ông đang cảm nhận rằng dưới hình dạng của tiến sĩ Jekyll, ông ta không thể làm mọi điều mình muốn. Chính vì thế, ông đã sáng tạo ra Hyde để thể hiện bản ngã đen tối của mình. Tiến sĩ Jekyll nhận ra đó là hai tính cách trong một hình hài, và ông cảm nhận rất rõ tính chất hai mặt này. Ông muốn trở thành người tốt, nhưng ông cũng có những bản năng và ước muốn mà không được xã hội chấp nhận. Tôi nghĩ rằng các nhà văn đã sử dụng sự biến thái như một phép ẩn dụ để nói về quá trình thay đổi, và rằng thái độ của chúng ta đối với sự thay đổi vẫn còn chưa rõ ràng. Một mặt tất cả chúng ta đều thích thay đổi, mặt khác chúng ta cũng nhận thấy rằng thay đổi có thể là cái mà ta buộc phải tuân theo. Mối quan hệ của chúng ta với sự thay đổi không giống sự biến thái xảy ra trong tự nhiên. Nó có vẻ là một quá trình cứng nhắc và được thiết lập sẵn như hoạt động của một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, có một loài sinh vật cho thấy không phải lúc nào cũng vậy. Đó là loài nòng nọc nhỏ bé.
Vẻ đẹp của sự biến đổi hình dạng ở nong nọc xảy ra ngay trước mắt chúng ta, tại những ao hồ trong vườn và các khu rừng. Nơi này thật đẹp, phải, rất tuyệt. Tiến sĩ Patrick Watts, nhà sinh thái học hành vi, đang nghiên cứu quá trình thay đổi hình dạng của nong nọc. Có khi nào lúc bé anh nghĩ rằng mình sẽ không trưởng thành không? Dĩ nhiên là có. Tôi thường gọi điện cho gia đình và bạn bè nói rằng tôi được trả tiền để làm những việc trẻ con, tức là bắt những con vật này nhé. Bất cứ đứa trẻ nào hay đi bắt nòng nọc cũng có thể nhận thấy các bước thay đổi của chúng trong cùng một ao hồ. Quá trình quan sát đơn giản này cho thấy điều gì đó khá rõ ràng về sự biến đổi hình dạng của nòng nọc. Sự khác biệt giữa những con nòng nọc không phải bởi vì chúng được sinh ra ở những thời điểm khác nhau. Tất cả những con nòng nọc này được sinh ra gần như cùng một lúc, đúng không? Đúng vậy, chắc là trong vòng một tuần. Thế sao có một con vẫn là nòng nọc, còn vài con khác thì lại có chân và sắp biến thành ếch? Vì sao có sự khác biệt đó? Đó là do khoảng thời gian mà chúng tồn tại như nòng nọc và quá trình biến đổi hình dạng ở từng con khác nhau. Chúng có thể quyết định môi trường sống của mình, và môi trường nước này rất có lợi đối với chúng. Tuy nhiên sau đó chúng lại đi nước đôi khi chuyển lên sống trên cạn. Tất cả chúng không quyết định cùng lúc ư? Đúng vậy. Chúng ta đang nói tới sự khác nhau ở mức độ nào? Có lẽ là rất lớn. Những con đầu tiên có thể được sinh ra từ cuối tháng 6, nhưng chúng tôi quan sát thấy chúng vẫn ở trong nước suốt mùa đông như những con nòng nọc. Tại thời điểm đó, trong cùng một ao hồ, vài con khác đã phát triển thành ếch, còn nhiều con vẫn sống dưới dạng nòng nọc suốt mùa đông và tới mùa xuân mới xuất hiện. Các nhà khoa học đã chụp được những hình ảnh cho thấy sự thay đổi phức tạp xảy ra bên trong nòng nọc trong quá trình trở thành ếch. Ruột của nòng nọc phải biến đổi để thích nghi với chế độ ăn mới, từ một con nòng nọc chủ yếu ăn tảo và thực vật thành một con ếch ăn thịt. Những cái mang giúp nòng nọc thở được dưới nước trở nên vô dụng với ếch và chúng phải bị triệt tiêu. Hộp sọ của nòng nọc có cấu tạo bằng sụn, phải được thay thế bằng xương và xương sống được hình thành. Đó là công cuộc tái thiết quy mô lớn và rất phức tạp. Điểm nổi bật là nòng nọc có thể tác động tới thời gian và tốc độ của quá trình biến đổi. Nòng nọc làm việc này một cách đơn giản như khi nó sống trong ao hồ. Ở vùng nước ấm chan hòa ánh nắng, các quá trình hóa sinh sẽ giúp đẩy nhanh sự biến đổi. Trong khi đó, ở những vùng nước lạnh dưới đáy hồ, quá trình này sẽ chậm hơn. Các vùng khác nhau trong hồ sẽ nhận những tác động khác nhau của ánh sáng mặt trời, lượng thức ăn khác nhau và mối đe dọa của các loài động vật ăn thịt khác nhau. Vậy nên việc lựa chọn vị trí trong hồ có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian trải qua giai đoạn ấu trùng. Ý anh là nòng nọc tự chọn địa điểm ư? Tôi không cho rằng chúng nghĩ tới những chuyện này và nói, ôi, ngày hôm nay trời thật đẹp, chắc là mình sẽ ở đây và trải qua quá trình biến đổi nhanh hơn. Tôi không nghĩ nó giống như con người, có thể chọn ăn ở nhà hàng nào, nhưng chúng đã lựa chọn vị trí cho mình. Đó là những lựa chọn với các kết quả khác nhau. Bằng cách biến đổi hình dạng sớm và nhanh hơn, nòng nọc sẽ trở thành con ếch nhỏ hơn và dễ bị tổn thương hơn. Nhưng nếu ở trong hồ, chúng có thể sẽ bị ăn thịt. Nòng nọc đưa ra lựa chọn dựa trên nhận thức về những gì xảy ra xung quanh chúng.
Thực tế, một con nòng nọc có thể phóng ra các tín hiệu hóa học khi nó bị thương hoặc bị ăn thịt. Và những con nòng nọc khác sẽ phản ứng lại những tín hiệu hóa học đó, nghĩa là chúng có khả năng nhận các tín hiệu hóa học. Vậy là nếu một con nòng nọc bị giết, nó sẽ phát ra tín hiệu hóa học cảnh báo, và những con khác sẽ biết đó là nơi nguy hiểm. Đúng vậy, chúng sẽ nghĩ đây thực sự là nơi nguy hiểm, mình sẽ có cơ hội tốt hơn ở trên cạn. Ngoài ra, nòng nọc cũng có thể đọc được các tín hiệu khác. Những ao hồ cạn nước thực sự là vấn đề lớn đối với sự tồn tại của nòng nọc. Vì thế, chúng có khả năng đánh giá sự thay đổi về độ sâu của nước. Có thể rằng, nếu hồ đang cạn dần hoặc mực nước giảm nhanh, chúng sẽ đẩy nhanh quá trình thay đổi hình dạng. Chúng làm được ư? Đúng vậy, vì nòng nọc biết rằng chúng đang ở giai đoạn sống dưới nước, và nếu không có nước, chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Điều ngược lại có xảy ra không? Nếu trong hồ có nguồn thức ăn dồi dào thì chúng có ở đó lâu hơn không? Chúng có thể ở đó lâu hơn, ăn thức ăn và ngày càng phát triển. Khi lên cạn, chúng sẽ trở thành những chú ếch con có hình dạng lớn hơn và có lợi thế cạnh tranh. Vậy là chúng ta đã biết được quá trình biến đổi hình dạng của nòng nọc, nhưng những quyết định của chúng thì hơi khó hiểu. Đó vẫn còn là bí ẩn. Đó là việc trong tương lai. Bí ẩn của nòng nọc. Việc nòng nọc biến thành ếch cho thấy rõ quá trình thay đổi hình dạng. Tôi cho rằng một trong những điều đáng suy nghĩ nhất mà Patrick đã nói chính là bản thân nòng nọc tạo nên sự biến thái. Involved in making the metamorphosis happen to themselves. It wasn't. Nó không còn là thứ gì đó chống lại ý chí của chúng. Overcame them almost against their will. They were involved. Chúng phát triển dựa trên quá trình thay đổi hình dạng. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị. Bản thân sinh vật đó tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Dường như sự biến thái trong tự nhiên đôi khi gần với sự thay đổi trong đời sống của chúng ta hơn. Đó là sự thay đổi mà ta có thể kiểm soát được. Một số loài sinh vật khác cũng thay đổi bản thân theo cách tương tự. Hai con châu chấu này là Jekyll và Hyde của thế giới côn trùng. Trải qua quá trình biến đổi đặc biệt, một con có thể biến thành một con khác. Sự thay đổi về cơ thể của châu chấu không quan trọng bằng những biến đổi hình dạng khác mà ta đã được quan sát. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cách sống của chúng rất ấn tượng. Con châu chấu mỏ xanh từng sống đơn độc, và sau quá trình biến đổi, nó đã trở thành một loài gây hại. Chúng di chuyển thành bầy lớn và phá hủy mùa màng. Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở hình dạng, mà còn ở hành vi. Giáo sư Malcolm Burrows, nhà sinh học thần kinh, đang nghiên cứu về quá trình biến đổi ở châu chấu. Tôi gọi nó là châu chấu, thế có sai không? Không, hoàn toàn đúng. Có tới 4.000 loài châu chấu trên thế giới, và chỉ có khoảng 13 loài trong số chúng thể hiện sự thay đổi đáng chú ý từ trạng thái này sang trạng thái kia và sống thành bầy. Từ con này biến đổi thành con này sao? Đúng thế. Sự khác biệt giữa hai loài châu chấu này được thể hiện bằng một thí nghiệm đơn giản. Đầu tiên, cho con châu chấu xanh vào một đấu trường với một bên là không gian trống và một bên là đám châu chấu khác. Việc nhìn thấy đám châu chấu khác khiến con châu chấu xanh này rất khó chịu. For a green locust, seeing a crowd of other locusts repels it. Nó chỉ muốn ở một mình. Nó di chuyển đến một góc yên tĩnh. Nhưng khi con châu chấu màu sẫm hơn được thả vào, thì câu chuyện diễn biến hoàn toàn khác. Đây là loài côn trùng sống theo bầy. Nó tiến thẳng về phía đám đông. Chính hành vi này đã tạo thành bầy đàn.
Nhưng điều gì khiến một con châu chấu riêng lẻ chuyển từ hành vi này sang hành vi khác? Trong phòng thí nghiệm, chúng ta có thể biến con vật cô độc này thành loài sống theo bầy đàn. Ta sẽ thay đổi hành vi của nó. Điều kỳ lạ mà ta làm được là cù vào các chân sau của nó suốt vài giờ. Ông đã khám phá ra điều đó như thế nào? Ý tôi là trước đây ông từng cù châu chấu đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi thường làm thế khi học ở Cambridge. Chỉ ngồi cù các con vật mà thôi. Sao lại phải cù vào chân sau của nó? Khi châu chấu tiếp xúc với nhau, chúng thường xô đẩy nhau bằng những gì có thể thò ra ngoài, và đó chính là các chân sau của chúng. Nó là tác nhân kích thích, đúng không? Đúng vậy. Việc cù vào chân sau châu chấu suốt vài giờ sẽ làm thay đổi hành vi của chúng. Từ một con vật thích ở một mình và luôn né tránh những con khác, trở thành một con năng nổ tìm kiếm bầy đàn của mình. Nhưng khi đã thay đổi, chúng có còn giống con châu chấu này không? Sau vài thế hệ, hành vi dẫn tới những thay đổi về hình dạng và kích thước cơ thể. Nhưng trước hết là thay đổi hành vi, đúng không? Hành vi là yếu tố quan trọng nhất. Chúng có thể quay trở lại thành loài châu chấu cô độc không? Có thể, nếu ta cách ly chúng trong một thời gian dài, màu sắc trên cơ thể sẽ trở lại như thế này. Album ảnh gia đình của chúng chắc chắn là rất độc đáo. Sự biến đổi này cho thấy dịch châu chấu có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu. Trong khoảng thời gian dài trước khi hình thành bầy đàn, những sinh vật này đã sống một cuộc đời cô độc và không được con người để mắt tới. Tuy nhiên, khi sống trên sa mạc, châu chấu luôn sẵn sàng thay đổi cách sống của chúng. Mưa mang tới nguồn thức ăn dồi dào. Nhưng khi hết mưa, thức ăn trở nên khan hiếm. Châu chấu buộc phải tham gia vào đám đông để tranh giành những gì còn lại. Sự biến đổi xảy ra và châu chấu bắt đầu tụ tập thành bầy. Những bầy châu chấu có thể lên tới hàng triệu con khi chúng cùng nhau bay đi tìm nguồn thức ăn mới. Vậy quá trình dẫn tới sự biến đổi kỳ lạ của châu chấu diễn ra như thế nào? Nhóm nghiên cứu của Malcolm đã phát hiện ra rằng nguyên nhân tạo nên sự thay đổi hành vi của châu chấu là do một loại hormone hóa học cũng có trong não người gây ra. Đó là hormone serotonin. Đây là một phần của hệ không. Thần kinh điều khiển các hoạt động của chân sau. Nó là nơi khởi nguồn cho toàn bộ quá trình. Phần sáng là chất serotonin, đúng không? Đúng vậy. Chúng ta có thể theo dõi các thay đổi ở những tế bào này trong suốt quá trình chuyển biến từ trạng thái cô độc thành bầy đàn. Ngay ở mức tế bào đó sao? Đúng vậy. Thế nên ta có thể quan sát những con hoàn toàn cô độc sau 1 tiếng, 2 tiếng hay 4 tiếng bị kích thích, khiến chúng thay đổi thành loài sống bầy đàn. Of being exposed to stimuli that will make them change into the gregarious phase. Chúng thể hiện độ sáng khác nhau, đúng không? Đúng thế. Ở đây có một nhóm tế bào. Tế bào này đang rất sáng. Đó chính là tế bào mà chúng tôi quan tâm ở thời điểm này. Chỉ một tế bào thôi sao? Chỉ một mà thôi. Khi các chân sau bị cù, tế bào đó phản ứng lại bằng cách bắt đầu đẩy ra nhiều serotonin hơn. Nhiều hơn các tế bào khác. Serotonin trở thành chất dẫn truyền thần kinh làm thay đổi hành vi của con vật ư? Đúng vậy. Chúng ta có thể coi sự biến thái này như một quá trình thay đổi hình dạng không? Khác với sự biến đổi từ sâu bướm thành bướm, sự biến đổi của châu chấu không phải là quá trình thay đổi không thể đảo ngược từ ấu trùng thành con trưởng thành. Đó là sự thay đổi trong môi trường sống và châu chấu có thể quay trở lại giai đoạn trước lúc biến đổi. Trái ngược với các quá trình biến thái khác, những thay đổi về cơ thể ở châu chấu là rất ít. Theo ông, quá trình nào được xem là quá trình biến đổi hình dạng?
Bởi vì khi quan sát sâu bướm và bướm, rồi nòng nọc và ếch, ta thấy biến thái là sự thay đổi về hình dạng. Với tôi, nó mang ý nghĩa rộng hơn thế. Hành vi của một cá thể động vật có cùng bộ gen chỉ dẫn bên trong nó hoạt động theo cách rất khác biệt. Điều đó cho phép nó sống khác, đúng không? Đúng vậy. Nó có lối sống hoàn toàn khác, từ cách sống cô độc một mình thành sống bầy đàn với hàng triệu triệu con. Sự thay đổi hành vi đó được xem là quá trình biến thái, đúng không? Chính xác là như vậy. Khi bắt đầu bộ phim, chúng tôi dễ dàng hiểu biến thái là cái mà nòng nọc và bướm đã làm. Đó là sự thay đổi về cơ thể. Nhưng giờ với châu chấu, khái niệm này có vẻ như không rõ ràng. Theo tôi, khoảng cách giữa sự thay đổi sinh học và ý tưởng ẩn dụ mà các nhà văn sử dụng dường như rút ngắn lại. Nếu một con sâu bướm muốn bay được, nó phải phát triển đôi cánh và trở thành bướm. Nếu con người muốn bay, chúng ta không cần thay đổi cơ thể của mình, mà chỉ cần phát minh ra máy bay. Tôi tin rằng ai cũng từng nghĩ đến chuyện thay đổi. Đây là cách chúng ta thay đổi cuộc sống của chính mình. Với tôi, cách chúng ta thay đổi bản thân cũng là một phần cơ bản trong quá trình biến đổi của loài châu chấu. Cả hai đều thay đổi hành vi. Dĩ nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ chúng ta là người tạo nên sự biến đổi của chính mình. Con người phát minh ra các loại công nghệ giúp bản thân sống theo nhiều cách mới. Chúng ta có các ý tưởng thay đổi xã hội. Chúng ta ước mình trở nên tốt hơn. Sự thay đổi hình thành trong nhận thức của chúng ta làm thay đổi lịch sử. Một khi những thay đổi đó được thực hiện, chúng sẽ trở nên to lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Chúng kiểm soát và lấn át chúng ta. Chắc chắn đó là sự thay đổi hình dạng. Đây chính là những gì Kafka muốn chỉ ra trong câu chuyện của ông. Chúng ta đã hình thành nên xã hội của mình, nhưng rồi xã hội đó lại tác động ngược lại và làm thay đổi chính chúng ta. Tôi tin rằng con người thay đổi hình dạng không chỉ dưới hình thức ẩn dụ, mà theo chiều hướng chân thực và rõ ràng nhất. Nhưng tôi nghĩ sẽ luôn có một phần nào đó trong chúng ta chống lại sự thay đổi đó. Về cơ bản, sự thay đổi hình dạng của chúng ta rất khác với sâu bướm và nòng nọc. Ví dụ, một người từng đi lính, khi quay trở về cuộc sống thường ngày, anh ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác với cuộc sống trong chiến tranh trước kia. Theo tôi, quá trình thay đổi của người lính đó hoàn toàn giống với quá trình biến đổi của sâu bướm thành bướm. Dĩ nhiên, điều khác biệt quan trọng ở đây là không có chú bướm nào quay lại nối tiếp giai đoạn sâu bướm của nó. Nhưng con người thì có. Chúng ta hồi tưởng. Chúng ta không thể không nhìn lại và hoài niệm về bản thân trong quá khứ. Chúng ta tiếc nuối những gì mà mình đã mất. Chúng ta bị rơi vào mối mâu thuẫn sâu sắc. Một mặt chúng ta muốn thay đổi, muốn những điều mới mẻ, muốn nâng cao và phát triển bản thân. Mặt khác, ta lại không muốn mất đi những gì mình đang có. Điều khiến tôi lo sợ là sự thay đổi sâu sắc làm mất đi con người thực của mình. Dường như với tôi, phần lớn sự thay đổi của chúng ta là do tự thân.
Chúng ta tìm kiếm sự thay đổi tích cực. Chúng ta không phải chịu đựng nó, và nó cũng không tự xảy đến với chúng ta. Ta không để nó tác động lên cơ thể mình. Con người là sinh vật có khả năng định nghĩa lại bản chất của sự sống. Chúng ta không bị ràng buộc bởi quy luật sinh học nào hết. Ta không giống như sâu bướm là bắt buộc phải trở thành bướm. Ta có thể trở thành bất cứ cái gì. Ở đoạn cuối câu chuyện của Kafka, người đàn ông biến thành bọ cánh cứng đã bị chết. Ông ta mất hết mọi thứ bởi vì sự thay đổi đó. Nhưng có một đoạn ngắn đáng chú ý trước khi ông ta mất. Đó là lúc ông ta nghe thấy tiếng đàn violon của chị gái mình. Ông ta nhận ra tiếng đàn vì sự thay đổi hình dạng đã khiến ông ta mất đi thói quen cũ. Ông ta quá bận rộn để có thể lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy. Khi nghe được tiếng nhạc, ông ta thấy mình được sống như con người. Cảm nhận đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ông ta. Tôi nghĩ điều thú vị ở bộ phim này là khi mở đầu với sâu bướm và bướm, nòng nọc và ếch, sự biến đổi hình dạng dường như được cắt nghĩa khá rõ ràng. Tự nhiên đã đưa ra một quy luật chắc chắn rằng sinh vật được sinh ra là một cá thể và rồi biến đổi thành cá thể khác. Rất đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên khi áp dụng với con người, sự rõ ràng đó dường như biến mất và trở nên mập mờ. Quá trình thay đổi hình dạng khá quan trọng với cá nhân chúng ta và với tư cách là một loài, nhưng chúng ta không hài lòng về điều đó. Như thể một con bướm sợ phải bay trên bầu trời. Chúng ta là loài dễ thay đổi và biến hóa nhất trong các sinh vật. Nhưng có lẽ chính điều đó làm chúng ta trở thành con người.